Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm và gòn roi của Team Coder. Hôm nay thì chúng ta sẽ đổi gió một chút nhá. Chúng ta sẽ đến với một cái video tiếp theo nằm trong cái loạt bài code theo yêu cầu của mình. Mình có check mail thì mình có nhận được yêu cầu của một bạn có tên là Trần Nhạn Duy gửi về cho mình như thế này. Tức là bạn ấy đang tự học và đang làm một cái app The Coffee Hall, đúng không? Bạn ấy có gửi cho mình một cái video đính kèm về cái tutorial mà bạn ấy muốn làm. Đây là cái video mà bạn ấy gửi cho mình. Thì đầu tiên là cái ứng dụng mà bạn ấy muốn làm ấy, mình sẽ nói qua cái phần khung mà nó sử dụng nhá. Đầu tiên là nó sẽ sử dụng một cái thằng bottom navigation ở dưới này, đúng không? Có 4 cái item: tin tức, đặt hàng, cửa hàng và tài khoản. Với mỗi một thằng item như thế này thì chúng ta sẽ thiết kế một cái thằng fragment, cũng như là nó sẽ nằm trong một cái thằng view pager trong Android. Ok, còn content ở trong mỗi cái fragment thì cái này thì nó sẽ sử dụng cái thằng recycle view để hiển thị lên cái list các sản phẩm như thế này, thì bạn có thể xem trong cái loạt bài Android list của mình nhá. Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái khung của cái ứng dụng mà bạn muốn làm thôi. Tiếp theo là trong một cái tab cửa hàng thì các bạn thấy ở đây nó có sử dụng thêm một cái control nữa, đó chính là cái thằng tab layout trong Android, phổ biến, thức uống cũng như là đồ ăn. Đây là ba cái thành phần, ba cái tab chúng ta sẽ sử dụng cái thằng tab layout để chúng ta thiết kế. Ok, thì tất nhiên là khi mà chúng ta thao tác với lại cái thằng tab layout thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái thằng fragment cũng như là view pager trong Android. Thì các bạn để ý cho mình nhá. Rồi, ở trong cái video của bạn ấy nó có một cái thành phần nữa. Đây này. Đúng không? Là khi mà ấn vào một cái button thì nó hiển thị lên một cái pop-up như thế này, thì tất nhiên là cái này chúng ta phải custom một cái pop-up. Thì về cái thằng pop-up này thì mình sẽ giới thiệu cho bạn Duy cũng như là tất cả mọi người trong một cái video lần sau nhá. Bởi vì là cái video hướng dẫn xây dựng được cái khung giống như cái ứng dụng như thế này thì nó cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái demo mà mình chuẩn bị từ trước. Chúng ta sẽ thiết kế một cái ứng dụng có một cái bottom navigation, đúng không? Với mỗi một cái thành phần này chúng ta sẽ thiết kế một cái fragment như thế này, kết hợp với lại cái thằng view pager trong Android. Tuy nhiên, trong một cái thằng item cụ thể, đó là cái thằng order, thì chúng ta lại kết hợp sử dụng cái thằng tab layout. Ba cái tab này thì chúng ta lại thiết kế ba cái fragment riêng biệt và chúng ta sẽ sử dụng trong một cái thằng view pager. Các bạn để ý cho mình nhá. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi xây dựng. Các bạn tạo cho mình một cái project mới trong Android. Ở đây thì mình tạo rồi, mình đặt tên là tab layout bottom navigation. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thư viện mà chúng ta sử dụng trong cái video ngày hôm nay. Thì đây, mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách import thư viện rất hay trong cái thằng Android Studio. Các bạn viết cái mà các bạn muốn sử dụng, ví dụ như là tab layout như thế này, đúng không? Các bạn ấn on enter, ở đây nó sẽ hiển thị một cái option add dependency com.google.android.material. Đây chính là cái thư viện của cái thằng tab layout mà chúng ta sẽ sử dụng, đúng không? Đó, thì khi mà các bạn chọn cái option đó, các bạn có thể kiểm tra trong cái thằng Gradle script build Gradle của module app trong cái thẻ dependency. Đây, nó đã import cho chúng ta một cái thằng thư viện com.google.android.material phiên bản 1.2.1. Ok, rồi, vậy là nó đã import xong. Đây, mình sẽ xóa cái này đi nhá, mình sẽ thiết kế sau. Thì rất may là cái thằng bottom navigation, thằng tab layout cũng như là thằng view pager ấy, thì nó đều nằm trong cái thư viện này, cho nên là chúng ta chỉ cần import một cái thư viện thôi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thiết kế giao diện nhé. Các bạn vào cho mình cái thằng activity main. Chúng ta sẽ sử dụng một cái view group ở bên ngoài, đó là một thằng relative layout như thế này. Ok, mình sẽ xóa cái thằng text view, nó mặc định nó gen cho chúng ta đi. Trong cái thằng activity main này chúng ta sẽ thiết kế hai thành phần. Thành phần đầu tiên đó là một cái thằng view pager, đúng không? Các bạn khai báo cho mình một cái thằng view pager. Đây này. Đó, cái width thì mình sẽ để là mask parent hết, mask parent luôn cũng được. Các bạn đóng ngoặc như thế này cho nó gọn. Các bạn đặt cho mình một cái ID, mình ví dụ như ở đây mình sẽ đặt là view pager như thế này. Thành phần thứ hai đó là một cái thằng bottom navigation. Đây, các bạn gõ cho mình bottom navigation view. Width các bạn để cho mình là mask parent hết, wrap content, đóng ngoặc như thế này cho nó gọn. Ok, mình sẽ căn chỉnh một chút nhá. Đây, mình sẽ cho cái này nó gọn vào. Mình sẽ đặt cho cái thằng này một cái ID trước đã. Đây, mình sẽ đặt là bottom navigation như thế này. Thằng này chúng ta sẽ căn chỉnh, đó là nằm phía cuối của màn hình, đúng không? Thì các bạn sẽ sử dụng cái thuộc tính align parent bottom true. Ok, rồi thì cái thằng view pager này này nó sẽ nằm trên cái thằng bottom navigation, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính đó là above, và các bạn truyền cái ID nó nằm trên vào đây. Đây, các bạn để ý này,
đúng không? Cái thằng VPG nó đã nằm trên cái thằng Bottom Navigation. Rồi, quay trở lại cái tutorial của chúng ta thì các bạn để ý này, cái ứng dụng của chúng ta ấy, nó không có cái thằng toolbar, đúng không? Đó, đó là một cái điểm mà các bạn cần để ý cho mình nhé. Thì khi mà các bạn tạo project trong Android Studio, nó sẽ tự động chọn chúng ta một cái theme. Các bạn là mở cho mình cái thằng Android Manifest, đây là cái thằng app theme. Các bạn giữ control, các bạn click vào đây thì các bạn thấy rằng nó đang mặc định chọn cho chúng ta một cái theme, đó là Dark Action Bar, đúng không? Nếu như các bạn không muốn thiết kế cái thằng toolbar ấy thì các bạn thay thế cho mình cái này, đó là No Action Bar như thế này. Rồi, chúng ta quay trở lại với lại cái thằng Main Activity.xml. Đây, chúng ta sẽ thiết kế các cái thành phần của cái thằng Bottom Navigation. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn trong nhiều video rồi. Thì nếu như mà bạn nào biết rồi thì các bạn có thể tua cho mình nhá. Ở đây thì mình giới thiệu cho một số bạn là chưa biết nữa. Thì các bạn cần để ý cho mình, với cái thằng Bottom Navigation ấy, các bạn cần chuẩn bị cho mình những cái icon để chúng ta làm tư liệu cho cái tutorial, đúng không? Ở đây thì mình, các bạn có thể lên trên mạng download nhá. Mình chuẩn bị một cái item thôi. Mình sẽ thiết kế ba cái item nó có cái icon giống nhau. Đây mình sẽ copy vào trong thằng drawable. Mình đặt là icon test nhá. Rồi, đây thì để thiết kế những cái thằng item của cái thằng bottom navigation view ấy, các bạn vào cho mình thư mục red, các bạn tạo cho mình một cái directory. Đây. Các bạn đặt tên là menu, các bạn ấn ok. Rồi, các bạn vào menu này, các bạn kích chuột phải này, các bạn chọn new, chúng ta sẽ chọn một cái menu resource file, các bạn đặt tên cho mình. Đúng không? Ở đây mình sẽ đặt tên ví dụ như là menu bottom navigation. Mình ấn ok. Rồi, trong cái thằng này thì chúng ta sẽ thiết kế những cái thành phần. Chúng ta có ba cái item, đúng không? Thì các bạn sẽ khai báo cho mình item này. Các bạn có thể đóng ngoặc luôn như thế này cũng được. Đầu tiên là cái thằng ID, các bạn sẽ khai báo ID cho mình. Ở đây mình sẽ đặt là menu, ví dụ như là cái thằng đầu tiên là thằng tin tức nhá. Đây, trong giống như cái tutorial của mình, đúng không? Tin tức, order và account. Đó, tiếp theo là cái thằng title. Thì cái này thì các bạn lên cho ra file string. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ hard code cho nó nhanh nhá. Thằng đầu tiên là thằng new, đúng không? Còn cái thằng icon thì mình sẽ sử dụng cái thằng icon test mà mình vừa copy vào trong thư mục drawable. Các bạn duplicate cái này ra cho mình ba thằng, đúng không? Các bạn đổi ID. Đây, mình sẽ cho nhỏ cái này vào nhá. ID tiếp theo là thằng order. Tiếp theo là cái thằng account, đúng không? Đây, các bạn đổi title này, order, account. Rồi, vậy là chúng ta đã thiết kế xong cái thằng menu của cái thằng bottom navigation. Thì sau khi thiết kế xong ấy, các bạn vào cho mình cái thằng này, đúng không? Các bạn gõ cho mình app 2 chấm như thế này. Thì ở đây nó báo đỏ, các bạn ấn on enter. Chúng ta sẽ cần import một cái thằng app ở trên cái thằng view group ở bên ngoài như thế này. Đó, nó hết báo đỏ thì các bạn gõ cho mình menu và các bạn truyền cho mình cái file menu mà chúng ta vừa custom vào đây. Ok, mình sẽ set cho cái thằng này một cái background. Đây, mình sẽ để màu xanh như thế này nhá. Rồi, thì các bạn để ý cho mình này, chúng ta chọn cái item nào thì cái icon cũng như là cái màu text nó sẽ đổi tương ứng. Ví dụ như đây, đó là thằng order, đúng không? Các bạn chọn ra thằng new thì cái thằng này sẽ màu vàng, còn những thằng còn lại thì nó sẽ màu trắng. Thì để làm việc điều đó thì các bạn cần custom cho mình một cái file color. Đây, các bạn lại vào cho mình thư mục red, các bạn tạo cho mình một cái directory tiếp theo. Mình sẽ đặt tên là color như thế này. Ok, các bạn kích chuột phải vào đây, chúng ta lại chọn color resource file, các bạn đặt tên. Ví dụ như đây mình sẽ đặt là custom color navigation. Mình ấn ok. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng selector. Các bạn vào trong này, các bạn khai báo cho mình item, đúng không? Color thì các bạn sẽ chọn cho mình cái thằng đầu tiên, đó là màu trắng. Rồi, các bạn có thể đóng ngoặc như thế này. Tiếp tục là các bạn sẽ chọn cho mình một cái nữa, đó chính là cái thằng state checkered. Các bạn truyền cho mình là false cho mình. Thì đây chính là cái trạng thái khi mà chúng ta không chọn cái tab đó, tức là cái icon và cái text nó sẽ màu trắng, đúng không? Thì ngược lại, đây, chúng ta sẽ đổi cái thằng này là cái checkered của nó sẽ là true, tức là khi mà chúng ta chọn. Thì màu ở đây thì các bạn có thể tùy chỉnh thôi. Màu thì các bạn lại vào cái thằng color, đúng không? Các bạn tạo ra một cái màu. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt tên ví dụ như là yellow chẳng hạn. Các bạn chọn màu bằng cái thằng color picker thằng Android nó support. Đây. Đó, các bạn quay trở lại thằng này, các bạn thay vào đây cho mình yellow như thế này. Rất là đơn giản, đúng không? Rồi, các bạn quay trở lại cho mình cái thằng activity main. Các bạn set cho mình những cái thuộc tính sau. Đầu tiên các bạn gõ app này 2 chấm. Đây, đầu tiên là cái thằng item text color.
Các bạn truyền cho mình cái file mà color mà chúng ta vừa custom ấy, đây là custom color navigation. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn là gõ cho mình app. Đây còn một thằng nữa, đó chính là cái thằng item icon theme. Tương tự, chúng ta vẫn sử dụng cái file custom color của chúng ta. Đó, rất là nhanh. Bây giờ chúng ta thử build lên xem cái kết quả chúng ta thu được là gì nhá. Rồi, đây, nó đã build xong, đúng không? Chúng ta đã thiết kế xong một cái thằng bottom navigation. Các bạn click vào đây. Đó. Rất đơn giản, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp sử dụng cái thằng này với lại cái thằng viewpager và fragment ở trên này. Đây các bạn nhìn thấy sau khi mà chúng ta build xong thì nó đã nhận cái custom color của chúng ta. Đúng không? Rồi, bây giờ đến cái thằng viewpager. Thì đây, để thao tác với lại cái thằng viewpager thì các bạn cần tạo cho mình những cái fragment. Chúng ta có 3 item cho nên là chúng ta sẽ tạo 3 cái fragment tương ứng. Thì để dễ quản lý thì các bạn có thể tạo ra những cái packet, đúng không? Để các bạn quản lý. Ví dụ như đây mình sẽ đặt là fragment như này nhá. Ok, trong thằng này thì mình sẽ tạo một cái fragment bằng cách Android Studio nó support. Đây, fragment này. Mình sẽ chọn cái thằng fragment blank, đúng không? Các bạn đặt tên. Mình ví dụ như thằng đầu tiên là thằng tin tức, đúng không? New fragment. Đây, mình sẽ chọn một cái option đầu tiên, tức là nó tạo một cái layout XML tương ứng thôi. Mình nhấn finish. Rồi, vậy là nó đã tạo xong cho chúng ta một cái fragment, đúng không? Các bạn vào cho mình cái file layout của nó để chúng ta chỉnh sửa một chút để cho các bạn dễ nhận biết. Đây, chúng ta sẽ sử dụng một cái view group, đó chính là relative layout nhá. Rồi, cái text ở đây thì các bạn để cho mình là wrap content. Wrap content. Đây, mình sẽ đổi text ở đây. Mình sẽ sử dụng hardcode nhá. Mình sẽ fix cho nó một cái text, ví dụ như là new fragment. Như thế này. Center in parent to. Text color. Mình sẽ để là màu Android right. Đó, và mình sẽ set cho cái thằng này một cái background. Ví dụ như là orange dark như thế này. Đúng không? Mình sẽ cho chữ nó to lên một chút nhá. 20 FP. New fragment, đúng không? Tương tự với hai cái fragment còn lại thì các bạn có thể tạo bằng Android Studio. Ở đây thì mình sẽ copy cho nó nhanh nhá, bởi vì cái giao diện nó khá là giống nhau. Đây, chúng ta sẽ copy ra cái thằng fragment order. Đó, các bạn đổi background blue dark này. Đây, tên order fragment. Đúng không? Thằng tiếp theo là thằng account. Ok, rồi các bạn đổi tương ứng thôi. Account fragment. Đây mình sẽ sử dụng cái thằng màu green như thế này nhá. Đó là cái file layout, đúng không? Các bạn cần phải copy cái thằng file Java nữa. Đây, các bạn đổi tương ứng thôi. Order fragment như thế này. Rồi, sau khi mà các bạn copy cái file Java ấy, thì các bạn sẽ đổi cái layout tương ứng của nó. Đó là cái thằng order. Còn một thằng nữa, account, đúng không? Account. Vậy là chúng ta rất là nhanh, chúng ta đã thiết kế xong 3 cái fragment. Rồi, đây mình sẽ tắt những cái class này đi cho nó gọn nhá. Tiếp theo là khi mà chúng ta thao tác với lại cái thằng viewpager ấy thì các bạn nhớ ngay cho mình là chúng ta cần phải thiết kế một cái adapter, đúng không? Mình sẽ thiết kế một cái adapter, mình sẽ đặt tên là viewpager adapter. Như thế này, mình ấn ok. Rồi, thằng này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ extend từ một thằng fragment. Đây, các bạn gõ cho mình fragment pager. Thì chúng ta sẽ chọn cái thằng fragment state pager adapter của Android như thế này. Nó báo đỏ đúng không? Các bạn sẽ ấn on enter. Chúng ta sẽ implement hai cái method của nó như thế này. Đúng không? Nó vẫn báo đỏ. Các bạn lại ấn on enter. Chúng ta cần phải create một cái constructor của thằng này. Thì đây các bạn chọn cho mình cái dưới nhá. Cái ở trên nó bị gạch, tức là nó đã bị deprecate rồi. Ok, rồi chúng ta xử lý lần lượt thôi. Đầu tiên là cái hàm getCount thì nó sẽ return ra số lượng item, đúng không? Chúng ta có 3 cái item cho nên là các bạn sẽ return 3 cho mình. Ok, còn cái hàm getItem thì các bạn để ý cho mình cái đối tượng mà nó trả về sẽ là một thằng fragment. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng logic của cái thằng switch cây. Đây các bạn truyền cho mình position cây, đúng không? Nếu như cái thằng position nó bằng 0 thì chúng ta sẽ return ra cái thằng fragment đầu tiên, đó là new fragment như thế này. Đó, tương tự với lại những thằng còn lại thì mình sẽ copy nhé. Rồi, nếu như cái thằng position bằng 1, chúng ta sẽ return ra thằng order fragment. Bằng 2, chúng ta sẽ return ra thằng account fragment như thế này. Thì cái thằng switch cây này nó có một cái, đó là cái thằng default.
Đây chúng ta có thể default return ra cái thằng fragment đầu tiên là cái thằng new fragment nhé. Rồi mình sẽ xóa cái này đi. Rất là nhanh, đúng không? Rồi, sau khi mà các bạn thiết kế xong một cái adapter ấy, thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái thằng main activity để chúng ta xử lý sự kiện. Đây, chúng ta đã khai báo hai cái thành phần quan trọng ở đây rồi. Thì bước tiếp theo là chúng ta chỉ cần ánh xạ view thôi. Thằng các bạn khai báo cho mình thằng đầu tiên đó là thằng viewPager. Các bạn đặt tên viewPager. Tiếp theo chúng ta cần một thằng bottom navigation view, đúng không? Khai báo view xong thì các bạn ánh xạ view thông qua file viewbyid bằng file viewbyidr.id.viewPager. Đó, tương tự với lại cái thằng này. Bottom navigation. Rồi, tiếp tục là các bạn sẽ khai báo cho mình một cái thằng viewPager adapter mà chúng ta vừa viết. Các bạn đặt tên adapter này, các bạn khởi tạo nó lên sẽ bằng new viewPager adapter. Thì trong cái thằng main activity như thế này thì các bạn sẽ sử dụng cái thằng get support fragment manager, đúng không? Thằng thứ hai thì các bạn sẽ sử dụng một cái thằng đây, các bạn sẽ sử dụng cái thằng fragment state pager adapter chấm behavior resume only current fragment. Sau khi có một thằng adapter như thế này rồi thì các bạn chỉ cần set adapter cho cái thằng viewPager là được. Set adapter và các bạn truyền cái thằng này vào đây. Ok. Rồi, quay trở lại với lại cái tutorial mà mình demo cho các bạn đầu tiên ấy thì các bạn để ý này. Nếu như mà các bạn chuyển page ở đây, đúng không? Thì cái thằng item của cái thằng bottom navigation ấy nó cũng thay đổi tương ứng. Ngược lại, nếu như các bạn click vào đây thì cái viewPager nó cũng sẽ chuyển cái page tương ứng. Cho nên là chúng ta sẽ phải xử lý hai cái sự kiện riêng biệt. Đầu tiên sẽ là sự kiện khi mà các bạn vút cái thằng viewPager. Đây các bạn gõ cho mình viewPager.addOnPageChainListener new can trốn cách này. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng viewPager.onPageChainListener, đúng không? Các bạn viết code xử lý trong cái hàm onPageSelected giúp mình. Đây chúng ta lại sử dụng cái thằng switch key position. Nếu như cái thằng position key nó bằng 0 thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Thì ở đây các bạn cần phải nhớ cho mình là chúng ta cần phải break nhé. Lý do tại sao? Bởi vì trong cái thằng này này chúng ta không break, bởi vì là chúng ta return, đúng không? Còn nếu ở đây mà các bạn không break ấy, thì nó sẽ ăn vào logic của những cái thằng cây bên dưới. Thì các bạn để ý cho mình. Rồi, đây, chúng ta sẽ khai báo cái thằng bottom navigation chấm get menu chấm file item. Các bạn truyền cho mình cái ID. Đây, thì cái ID này nó là cái gì? Các bạn giữ control, các bạn click vào đây. Thì đây là ba cái ID mà chúng ta khai báo trong cái thằng menu của cái thằng bottom navigation, đúng không? Chấm đây các bạn gõ cho mình cái thằng set checker, các bạn truyền chu vào đây cho mình như thế này. Tương tự với những thằng còn lại thôi, mình sẽ copy đây một này, hai, đúng không? Thằng này thì sẽ là thằng menu order, còn thằng này sẽ là account. Đấy là cái thằng sự kiện đầu tiên. Sự kiện thứ hai, khi mà chúng ta click vào cái thằng bottom navigation, đây chúng ta sẽ sử dụng cái thằng set on navigation item selected listener new, các bạn control cách. Chúng ta sẽ sử dụng cái sự kiện của cái thằng bottom navigation view, đúng không? Đầu tiên là các bạn sẽ return cho mình cái này là true này. Sau đó chúng ta lại sử dụng cái logic của cái thằng switch key. Các bạn truyền cho mình cái thằng item.get item id. Rồi. Thằng đầu tiên r.id.menu new. Rồi các bạn nhớ cho mình break nhá. Rồi, ở đây thì chúng ta lại set ngược lại cái thằng viewPager thôi, chấm set current fragment 0. Đúng không? Bởi vì cái tab đầu tiên thì cái index của nó sẽ là 0. Đây mình sẽ copy cái này. Rồi, các bạn thay thế tương ứng thôi. Order thì index nó sẽ là 1. Account sẽ là 2. Rồi, bây giờ thì mình thử build lên xem cái kết quả chúng ta thu được là gì nhá. Rồi, vậy là xong, đúng không? Đây là cái thằng new fragment. Tiếp theo là cái thằng order fragment và account fragment như thế này. Các bạn có thể chuyển page bằng cách vuốt viewPager. Nó cũng sẽ thay đổi cái index tương ứng của cái thằng bottom navigation view. Đúng không? Vậy là chúng ta đã xong cái bước thứ hai. Bây giờ cái bước thứ ba là trong cái thằng order fragment này chúng ta lại thiết kế một cái thằng tab layout với lại viewPager và fragment, đúng không? Thì chúng ta lại thiết kế lần nữa thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ vào cho mình cái thằng order fragment. Chúng ta sẽ thay đổi cái giao diện của nó. Đây, chúng ta sẽ xóa cái background đi nhá.
Rồi, đây mình sẽ xóa cái thằng text view này đi. Các bạn khai báo cho mình hai cái thành phần, đó là cái thằng tab layout và cái thằng view painter, đúng không? Đây, các bạn gõ cho mình tab layout. Cái width thì các bạn để cho mình là map parent head wrap content như thế này. Các bạn có thể đóng ngoặc như thế này cho nó gọn. Các bạn đặt tên cho mình. Mình ở đây mình sẽ đặt là tab layout. Ok, rồi cái thằng tiếp theo là một cái thằng view painter nữa. Đây các bạn sẽ khai báo view painter with map parent. Các bạn là chúng ta sẽ sử dụng cái thằng map parent. Còn hết chúng ta sẽ để là map parent luôn cũng được. Đúng không? Các bạn đóng ngoặc như thế này. Các bạn đặt tên. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt là order view painter nhá. Ok, rồi thì cái thằng view painter này này nó sẽ nằm dưới cái thằng tab layout, đúng không? Thì chúng ta lại sử dụng cái thuộc tính đó là below. Đây, các bạn truyền cho mình cái thằng tab layout vào trong này. Đó, các bạn nhìn thấy cái thằng view painter này nó nằm dưới cái thằng tab layout chưa? Vậy là xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ thiết kế ba cái fragment tương ứng với lại ba cái tab của cái thằng tab layout, đúng không? Thì để dễ quản lý thì các bạn lại tạo cho ra cho mình một cái packet riêng. Đó, mình sẽ đặt là order như thế này. Ok, trong cái thằng này thì các bạn tạo fragment bằng cách, đây mình sẽ tạo bằng thằng Android Studio nhá. Mình sẽ đặt tên ví dụ như là tab 1 fragment. Đây, tab 1 đi. Đó, mình nhấn finish. Rồi, các bạn vào cho mình cái thằng layout của nó, các bạn chỉnh sửa một chút để cho các bạn dễ nhận biết thôi. Đây, các bạn đổi cho mình cái text này thành tab 1. Các bạn cho chữ nó to hơn một chút, đúng không? Text size 20 SP. Rồi mình sẽ thực hiện là padding. Ví dụ như là 16 DP. Đó, đơn giản thế thôi. Rồi, hai cái tab còn lại thì các bạn có thể tạo bằng Android Studio. Ở đây mình sẽ copy cho nó nhanh nhá. Tab 2. Đó, mình sẽ đổi cái text thôi. Tab 2 này. Tab 3. Ok, rất là nhanh, đúng không? Tương tự, ở đây chúng ta sẽ copy tab 2. Rồi các bạn đổi cái layout tương ứng của nó. Và thằng cuối cùng đó là cái thằng tab 3. Ok, rồi thì lại đến cái thằng view painter, đúng không? Thì các bạn lại copy cho mình cái thằng adapter của nó. Đây, mình sẽ copy cái thằng adapter này nhá. Mình sẽ paste vào đây. Mình sẽ đặt tên ví dụ như là order view painter adapter. Mình ấn ok. Rồi, ở đây thì các bạn thay thế cái fragment các bạn return ra thôi. Đầu tiên sẽ là cái thằng tab 1 fragment. Đúng không? Tab 2 fragment. Tab 3 fragment. Đó, default thì chúng ta sẽ return ra cái thằng tab 1 như thế này. Cái thằng get count thì cũng tương tự. Tuy nhiên, ở trong cái thằng tab layout ấy thì các bạn để ý cho mình, chúng ta cần phải xử lý là chúng ta set cái title của cái thằng tab layout. Đây, các bạn xuống dưới này, các bạn ấn on insert, các bạn chọn cho mình override method này. Các bạn gõ cho mình chữ title. Đây này. Chúng ta sẽ override lại một cái hàm có tên là get page title. Đúng không? Đây, nó trả về cho chúng ta cái thằng position ấy, chúng ta lại sử dụng cái thằng squid key. Đây. Squid position key. Nếu như nó bằng 0 thì chúng ta sẽ return. Nếu như khi mà các bạn return trong cái thằng key thì chúng ta sẽ không cần cái thằng break, đúng không? Ở đây thì mình sẽ fix code nhá. Thằng đầu tiên đó là cái thằng tab 1. Đúng không? Đây mình sẽ copy này. 2. À sorry các bạn, đây là 1 chứ. Tab 2. 3. Rồi. Tiếp theo là cái thằng default. Chúng ta sẽ return ra cái thằng tab 1. Đây mình sẽ format lại một chút nhá. Đó. Rất là đơn giản, đúng không? Cái thằng view painter chúng ta sử dụng với lại cái thằng tab layout ấy, chúng ta phải có thêm một cái hàm xử lý nữa, đó chính là cái thằng get page title. Vậy các bạn để ý cho mình. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái thằng order fragment, chúng ta sẽ xử lý bắt sự kiện. Đây. Các bạn sẽ khai báo cho mình các cái thành phần mà chúng ta cần. Đầu tiên là một cái thằng tab layout. Các bạn đặt tên. Đúng không? Tiếp theo là cái thằng view painter, đúng không? View painter như thế này. Rồi, ở trong cái thằng fragment này, nếu như các bạn muốn ánh xạ view ấy thì các bạn sẽ khai báo cho mình một cái đối tượng trung gian.
kiểu của nó đó là kiểu view, các bạn đặt tên, ví dụ như đây mình đặt là mView. Sau đó các bạn sẽ gán cho mình cái mView này bằng cái thằng này. Và chúng ta sẽ return ra cái thằng mView như thế này. Ok, chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ view ở đây. Đó. Bằng mView.fileViewById.r.id.tabLayout. Đúng không? Tương tự với lại cái thằng này. Order view pager. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ khởi tạo cho mình cái thằng order view pager adapter này lên. Order view pager adapter. Đó, sẽ bằng new như thế này. Thì ở trong cái thằng fragment ấy thì các bạn đặc biệt chú ý giúp mình nhá, chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng đó chính là get try fragment manager. Khác với lại ở trong cái thằng main activity, chúng ta sử dụng cái thằng get support fragment manager, đúng không? Thì trong cái thằng fragment này chúng ta sẽ sử dụng cái thằng get try fragment manager. Đấy, các bạn để ý cho mình. Còn cái thằng sau thì vẫn tương tự, chúng ta vẫn sử dụng cái thằng behavior resume on current fragment. Các bạn là set adapter cho cái thằng view pager adapter. Các bạn truyền cho mình cái adapter vào đây. Ok, cái thằng tab layout ấy thì nó sẽ nhàn hơn cái thằng bottom navigation. Các bạn chỉ cần một dòng lệnh tiếp theo để các bạn tích hợp với lại cái thằng view pager thôi. Đây, các bạn chấm. Đây, set up with view pager và các bạn truyền cho mình cái thằng này vào đây. Vậy là xong. Đúng không? Rồi, bây giờ thì mình thử build lên xem cái kết quả chúng ta thu được sẽ là gì nhá. Rồi, đây nó đã build xong. Đây các bạn chuyển sang cái thằng order fragment. Đây các bạn nhìn thấy tab 1 đúng không? Tab 2 và tab 3. Rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên là các bạn ở đây các bạn để ý cho mình này, chúng ta đang sử dụng một cái view pager nằm trong một cái view pager ở bên ngoài. Đúng không? Cho nên là khi mà các bạn vuốt ở đây thì đầu tiên là nó sẽ ăn sự kiện của cái thằng view pager ở bên trong đến cái thằng tab ngoài cùng, đúng không? Các bạn vuốt như thế này thì nó lại ăn cái sự kiện vuốt của cái thằng view pager ở bên ngoài. Đúng không? Tương tự, đến cái thằng tab 3 các bạn vuốt sang bên này thì nó sẽ ăn vào cái thằng ViewPager ở bên ngoài. Thì thông thường nhá, nếu như cái ứng dụng của các bạn ấy mà chấp nhận cái logic đó thì các bạn có thể để nguyên như thế này cũng được. Còn bình thường trong những cái project thực tế, nếu như mà các bạn là sử dụng ViewPager làm trong một cái ViewPager thì thông thường là chúng ta sẽ disable cái vuốt này này. Gọi là cái swipe ViewPager ấy. Thông thường là chúng ta sẽ disable một cái thằng ViewPager đi. Thì làm thế nào để chúng ta có thể disable được cái đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn nhé. Chúng ta sẽ cần phải custom một cái thằng ViewPager. Đây, cái logic custom nó rất là đơn giản thôi. Đây mình sẽ copy nhé. Mình custom rồi mình sẽ giải thích cho các bạn thôi. Mình sẽ copy cho nó nhanh, bởi vì cái video nó khá dài rồi. Đây mình sẽ paste vào đây. Mình sẽ tạo ra một cái bucket có tên là widget như thế này. Mình tạo ra một cái class mình đặt tên là custom view pager, đúng không? Chúng ta sẽ extend từ một cái thằng view pager như bình thường, đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến boolean mình sẽ đặt tên là enable. Đó. Sau đó thì ở dưới này này, mình sẽ có một cái hàm mình đặt tên đó là set parking enable, mình sẽ truyền cái tham số vào đây. Sau đó thì mình sẽ gán cho cái thằng mình khai báo ở trên này. Thì nếu như các bạn set cái này là false thì chúng ta sẽ không thể vuốt cái thằng ViewPager được. Còn nếu như các bạn muốn vuốt bình thường thì chúng ta sẽ truyền vào đây là true, đúng không? Còn cái logic xử lý thì đầu tiên là các bạn sẽ khởi tạo cho mình một cái hàm constructor như thế này với hai tham số, đúng không? Các bạn gọi super. Đó. Và đầu tiên thì cái giá trị mặc định các bạn set cho cái thằng này đó là true, đúng không? Tiếp theo là hai cái hàm rất là quan trọng các bạn cần override lại, đó là cái hàm onToSEven và cái hàm onIntercept.toSEven như thế này. Đây các bạn xử lý như thế này thôi. Rất đơn giản. Đấy. Thì sau khi mà các bạn thực hiện custom một cái view pager như thế này ý, thì các bạn sẽ vào trong cái layout các bạn thay thế. Đây này. Cái thằng order fragment order này, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng cái view pager mà chúng ta custom. Đây các bạn gõ cho mình nhá. Đây. Ok. Nếu như các bạn giữ control, các bạn click vào đây thì nó sẽ vào đúng cái file mà chúng ta vừa custom. Ok, rồi. Thì sau khi mà các bạn thay đổi ở trong cái file XML ấy, thì các bạn cần phải vào code để chúng ta thay đổi cái này, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng custom view pager. Đó. Rồi, thì tiếp theo là các bạn sẽ set cho mình cái thuộc tính. Đây này. Chấm set
Parking Enable. Nếu như các bạn muốn disable cái vuốt của cái thằng ViewBagger thì chúng ta sẽ chuyển vào đây là for như thế này. Đây cái hàm của chúng ta đây. Rồi, mình thử build lên xem nó có nhận không nhá. Ok, đây mình sẽ chuyển sang cái thằng order. Đây ở đây chúng ta có ba cái tab này, các bạn vẫn chuyển bình thường. Tuy nhiên là cái thằng này chúng ta đã disable cái vuốt đi rồi đúng không? Đây các bạn vuốt ở đây nó sẽ chuyển luôn ra cái thằng của cái thằng bottom navigation. Đây. Đó. Tùy theo cái project của bạn, các bạn muốn xử lý như thế nào nhá. Rồi, à ở đây mình có một cái nữa mình muốn chia sẻ cuối cùng, đó là các bạn nhìn thấy ở đây này, ba cái tab phổ biến thức uống và đồ ăn ở đây nó đang đổ dồn vào phía bên trái đúng không, chứ nó không chia đều như thế này. Thì để các bạn giống được giống như cái video này thì các bạn có thể set một cái thuộc tính như thế này. Đây các bạn vào cho mình cái thằng này, các bạn set cho mình cái thằng tab mode ấy, đây tab mode đây này đúng không, các bạn để cho mình là scrollable. Đây mình sẽ build lên cho các bạn xem. Rồi đây các bạn chuyển sang cái thằng này, các bạn thấy không, ba cái tab này nó sẽ wrap content và nó sẽ bị căn bên trái như thế này. Đó, tùy theo cái mục đích sử dụng cũng như là design trong ứng dụng của các bạn thì các bạn tùy chỉnh nhá. Thì cái thằng tab layout này này, mình đã có những cái video mình hướng dẫn rồi đấy. Đây này, mình hướng dẫn riêng rồi. Chỉ là chúng ta, đây này, cái thằng tab layout này, đúng không? Mình đã có một cái video có cả custom cái thằng tab layout như thế này rồi. Nằm trong cái loạt bài Android Customize số 07. Thì các bạn nếu như các bạn muốn custom hoặc là các bạn tìm hiểu rõ hơn thì các bạn có thể vào những cái video trước mình hướng dẫn về cái thằng này trong cái kênh channel của mình nhá. Rồi, cái video này thì mình tạm dừng ở đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Mình tin rằng là với cái khung như thế này thì bạn Duy hoàn toàn có thể xây dựng được một cái app cho riêng mình rồi. Còn cái thành phần custom cái thằng pop-up ấy thì mình sẽ giới thiệu cho bạn Duy nói riêng và tất cả mọi người nói chung trong một cái video tiếp theo. Nếu như thấy nội dung mình chia sẻ hay thì cho mình một like, subscribe kênh YouTube của mình, bật chuông để có thể nhận thông báo khi mình ra video mới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.